Số phụ kiện Minh Thảo PCP, em xin gửi lời chào đến tất cả anh em đam mê săn bắn trên khắp mọi miền của Tổ quốc nhá. Hôm nay Minh Thảo em tiếp tục lại cập nhật cái tình hình hàng hóa hiện tại bên shop là van em xin lỗi, đó là cái khớp U Super Boy em. Nó bị hết hàng từ đầu năm thì bây giờ mới có hàng để cho anh em chơi phục vụ. Đặt cái này thì nó đặc biệt là phục vụ cho những bác nào mà đang đam mê cái dòng mọc PCP Condo U thì mọi người là chơi cái dòng này đấy. Thì đầu tiên thì em xin phép anh em đó là nói qua một chút về hình thức giao dịch. Bên Minh Thảo là đang sử dụng là hai số điện thoại hiển thị trên bảng tên ship hàng, ship đó là COD đồng kiểm các bác nhé. Mọi người là mua hàng thì được kiểm nhá hàng. Ngoài ra những bác nào mà chưa tìm được cho mình một cây củ PCP Condo U hoặc là Condo Talon thẳng FX, đấy, bên em có rất nhiều những cái mẫu mã để phù hợp với túi tiền của tất cả mọi người. Các bác quan tâm em thì có thể là đăng ký ở nút chuông ở bên góc phải màn hình của tất cả quý vị nhé. Đấy, thì sau đây em cũng không dài dòng nữa thì em sẽ cầm lên cho tất cả mọi người xem. Cái video của em hôm nay thì cũng ngắn gọn thôi, chủ yếu là muốn cập nhật tình hình hàng hóa, cập nhật cái hàng mới về cho tất cả anh em. Thì đây một chiếc súp van khớp U Super Well đây các bác nhé. Đồng hồ thì nó đồng hồ ở dưới này như thế này này. Đấy. Cái thằng khớp U Super Well này đấy thì nó có thể chơi được, đó là bình nhôm 35 là 0.42, nó không bị kích anh em nhé. Chơi cái này nói chung cái này nó sẽ cải thiện về cái độ thoải mái khi cầm nắm. Đấy, cái này nó sẽ cải thiện độ đấy cầm nắm. Đấy. Cái sản phẩm lần này của chúng ta thì nó sẽ đóng hộp nguyên đai linh kiện như thế này. Thì đi kèm thì sẽ có một cái túi dòng sim nhỏ nhỏ như thế này để anh em lắp dòng sim. Cái này dòng sim như thế này thì em đánh giá cái dòng này thì người ta đi cho anh em như này là gọi là đủ dùng. Nếu như nói quá đáng hơn thì cái này thì còn gọi là nó hơi bị keo kiệt một tí. Nhưng mà tôi không sao, người ta cho mình rồi. Này thì người ta đi kèm phụ kiện, anh em không bàn luận nhiều vấn đề đấy làm gì, mà hãy bàn luận về vấn đề kỹ thuật ở bên này nhá các bác nhá. Đấy, cái này thì nó chơi rất là tốt, ổn áp. Đấy, chơi rất là ổn, hơi ra đều. Đấy. Mọi người quan tâm sản phẩm thì đặt hàng gọi điện trực tiếp cho em. Đấy, một cái hộp một bộ như thế này em đang bán nó có giá là 650.000 đồng là bao ship cho tất cả các bác nhá. Đấy. Rất là đẹp này. Đấy. Video của em đến đây cũng là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video lần sau.